Tuyển Việt Nam sẽ nhận số tiền thưởng lớn nếu vô địch AFF Cup 2020. Kết thúc quá trình xả trại, toàn bộ thành viên đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung lại vào ngày hôm 20 tháng 11, bước vào tập luyện tại Vũng Tàu chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch tại AFF Cup 2020. Trước đó đã có những thông tin về việc đội tuyển Việt Nam sẽ tổ chức đá giao hữu với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tại Bà Rịa Vũng Tàu. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến căng thẳng, kế hoạch này đã buộc phải hủy bỏ. Trước khi lên đường sang Singapore tham dự AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam sẽ hoàn toàn tập chay và không có trận đấu giao hữu nào. Tuy nhiên điều này cũng không quá ảnh hưởng tới phong độ của các cầu thủ khi chúng ta vừa trải qua 6 trận đấu với các đối thủ hàng đầu châu lục ở vòng loại cuối World Cup 2022, ở vòng loại cuối World Cup 2022. Tại AFF Cup 2020, Quang Hải và các đồng đội sẽ nằm ở bảng B cùng với Malaysia, Indonesia, Lào và Campuchia. Trận đấu mở màn sẽ là trận gặp đội tuyển Lào vào ngày 6 tháng 12. Theo thông tin mà truyền thông Đông Nam Á có được từ ban tổ chức AFF Cup 2020, đội giành ngôi vô địch giải đấu năm nay sẽ nhận về khoản tiền thưởng là 300.000 đô, tương đương với khoảng 7 tỷ đồng. Trong khi đó, giải thưởng cho đội hạng nhì là 100.000 đô, tức là hơn 2,3 tỷ đồng. Con số này bằng với những gì mà đội tuyển Việt Nam có được khi đăng quang ngôi vô địch vào năm 2018. Thực tế, số tiền nói trên chỉ là phần thưởng từ phía ban tổ chức giải đấu. Còn nhớ vào năm 2018, sau khi đăng quang ngôi vương, tuyển Việt Nam còn nhận được nhiều khoản thu nhập đáng kể khác từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, các nhà tài trợ cũng như các đơn vị trong và ngoài nước.